Dạ nay dạ nay con đến với hoàn cảnh của bà không chồng không con, sống neo đơn một mình thôi, sức yếu tuổi già ở trong cái căn nhà thuê nhà mướn này á, mỗi ngày đi bán giấy số. Nên nay có món quà tình thương của cô Qua ở Canada tặng cho bà 200 ngàn. Bà có gửi lời gì đến cô Qua ở Canada không bà? Cô con gửi lời chúc cô Hoa mạnh khỏe, có nhiều giúp đỡ cho đồng cho những người khổ sở như cô đi. Cảm ơn cô Hoa đi. Bà ở đây bà sống có chồng có con gì không? Không con ơi. Bà sống một mình à hả? Bà sống mình như có ai đâu. Có bà mấy người hàng xóm đây này. Dạ. Rồi hôm nay bà có khỏe không? Khỏe con. Khỏe cũng phải đi bán cái số mà bệnh cũng phải đi, cũng phải gắng đi thôi. Rồi đêm về bà có buồn lắm không khi mà không có ai bên cạnh á? Không, bởi vì buồn này thì ở đây bên cô các cháu đây nó đông lắm con. Dạ, dạ. Nó cũng thằng vậy chơi. Là lấy người hổng dòng họ làm niềm vui với bà đó có các cháu ở bên cạnh nó sang chơi rồi nó cũng giúp đỡ được nhiều cái lắm. Bà có nhớ quê hương xứ sở bà không? Nhớ chứ con. Bà có ước mơ sẽ về quê hương xứ sở không? Ước chứ con, nhưng mà làm sao mà về được, có tiền đâu mà về. Yeah. Quê bà xa không? Đấy nãy bà nói con rồi đấy. Yeah. Ở đâu lần bà? Thanh Hóa đấy. Bây giờ con biết không, bây giờ về đây là các cháu nó cũng thương rồi. Mấy chục năm ở đây với nhau rồi. Bà ở đây mấy chục nó năm đi, rồi hả? Nó đi tội chốc nữa là nó hàng ngày nó đi lấy vé số hộ, rồi đi giả tiền vé số hộ bà, chứ bà về đến đây là có đi được đâu, xe ôm chở về đến đây này. Bà ở đây thì bà có trả tiền nhà thuê không? Có chứ con, hàng ngày góp 42 ngàn đó, tiền điện tiền nước là tính riêng à. Bà có bệnh gì trong người không? Bệnh nhiều lắm con ơi, bây giờ bà tính thì nhiều lắm mà. Bà bệnh gì bà kể đi. Là bệnh đấy, cái khớp này là nặng nhờ, cái thần kinh có đấy con. Đủ nhờ bệnh lắm. Mà bây giờ là làm gì có tiền mà đi khám bệnh, con mà đi khám bác sĩ giờ đâu có, người ta đâu có khám cho mình, là tiền phải có tiền. Dạ, yeah, khám nhiều tiền lắm hả bà? Tiền nhiều lắm con, không thể nào mà khám được. Hôm nay cô Qua gửi tặng cho bà 200 ngàn bà vui không? Vui chứ con. 100 cũng vui à. Dạ, yeah. Đến với hoàn cảnh của bà thì đã già, lớn tuổi, neo đơn, không có con cháu gì bên cạnh cả. Thì nhận được món quà tình thương của cô Qua ở nơi xa gửi tặng cho bà, cảm thấy ấm áp tình yêu thương lắm. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho gia đình của cô Qua nhiều bình an, nhiều sức khỏe, làm ăn có nhiều tài lộc, chia sẻ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống này. Dù hoàn cảnh của bà sức yếu tuổi già ở nơi đây một mình, nhưng bà sẽ không bao giờ bị bỏ lại ở phía sau, bởi có trái tim chân thành và lòng bao dung bác ái, tình yêu thương của cô Qua ở nơi xa gửi tặng về món quà tình thương cho bà, cũng giúp chút ít nào đó chia sẻ hạt gạo cho bà ăn trong cái lúc tuổi già khó khăn này. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho gia đình của cô Qua ở Canada nhiều bình an, nhiều sức khỏe, làm ăn có nhiều tài lộc, chuyện lành đưa tới, chuyện dữ đưa đi. Cầu chúc cho gia đình của cô Qua ở nơi xứ xa, sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng nhiệm màu của Đức Phật A Di Đà từ bi. Cầu chúc cho gia đình của cô tăng phước tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng, hằng sống an lành trong ánh sáng của mười phương chư Phật. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Bà ơi, bà với con niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để hồi hướng công đức lành cho tất cả con cháu sống trong cảnh lành này, và với nhà hảo tâm đã gửi tặng món quà tình thương cho bà nhé. Hai bà cháu mình cùng niệm Phật nhé bà. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Bà niệm Phật đi bà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi bà ơi, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cảm nếu như đủ duyên lành có món quà yêu thương tiếp theo nữa thì con sẽ đến với hoàn cảnh của bà cho tặng món quà tình thương với bà nha. Con xin chúc cho bà nhiều sức khỏe để mỗi ngày bà có thể đi bán vé số và trang trải cuộc sống qua ngày. Con xin hẹn và chào bà nha. Cảm ơn. Dạ con xin chào quý vị khán giả. Bye bye mọi người. Chơi trời một mình, sống dưới căn nhà.